Hội Sao Việt rất giỏi ứng phó tình thế trên sân khấu, nhưng cũng thường xuyên phải xin lỗi vì tật vạ miệng. Trong thời gian qua, Vbiz đã có không ít những câu chuyện nghệ sĩ bị tẩy chay chỉ vì vấn đề phát ngôn, chưa uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhiều Sao Việt đã tự khiến mình trở nên vô duyên trong mắt khán giả. Trấn Thành là một trong những MC được nhiều chương trình chọn mặt gửi vang bởi sự hoạt ngôn, khả năng làm chủ sân khấu tốt. Nhưng Trấn Thành cũng không ít lần bị khán giả la ó khi tự đặt bản thân và đồng nghiệp vào tình huống khó xử. Gần đây nhất là tại hậu trường Giọng Ai Giọng Ai, Trấn Thành đã cố tình trêu đùa Đức Phúc rằng không thể chấp nhận một ca sĩ ballad lại không có người yêu nên sẽ giới thiệu nam ca sĩ cho Minh Béo, đồng thời khẳng định trải nghiệm thế mới sướng. Ngay lập tức Trấn Thành đã ăn no gạch đá, bởi lẽ người mà nam danh hài muốn làm mối cho Đức Phúc từng bị bắt tại Mỹ với tội danh không mấy hay ho. Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành bị chê bai khi xoáy sâu vào đời tư của người khác. Tuy rằng đây là cách Trấn Thành giao lưu vui vẻ với thí sinh, tạo điểm nhấn cho chương trình, nhưng vô hình chung lại khiến nhiều người cảm thấy phản cảm và khó chịu. Hương Giang từng là nữ hoàng game show, khi cứ bật TV lên là sẽ thấy Hương Giang. Cô nàng nổi tiếng vì vẻ đẹp mặn mà, tài năng, sự tinh tế và khéo léo ở bất kỳ chương trình nào cô tham gia. Thế nhưng thời điểm hiện tại, Hương Giang lại chưa thoát khỏi những hậu quả vì sự nói nhiều, nói dai thành ra nói dại của mình. Sự cố nổi bật nhất của người đẹp này là lời nói xúc phạm đến nghệ sĩ Trung Dân, người đáng tuổi cha chú của mình tại một game show. Với câu nói đúc đầu vào cầu tiêu, nữ ca sĩ đã vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt của khán giả. Để giải quyết sự việc này, nàng hậu đã phải khóc lóc, gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Trung Dân công khai và tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Song có vẻ như bài học hồi năm 2017 vẫn chưa khiến Hương Giang tỉnh táo và cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn của mình. Sau khi quay trở lại Vbiz một cách ngoạn ngục, nàng hậu vẫn nhiều lần vạ miệng, vô tình chê bai, Lê Giang sửa quá nhiều hay nhận xét thí sinh một cách thô tục, kém văn minh trong một chương trình mà cô làm giám khảo. Trường Giang trong các MC quen mặt của game show, Trường Giang là người thường xuyên bị đánh giá là kém duyên khi dùng đi dùng lại chiêu bài nhấn vào chuyện tình cảm, đời tư của nghệ sĩ để mua vui khiến cả người chơi lẫn khán giả đều phản cảm. Trong các chương trình mà nam danh hài làm host, nhiều nghệ sĩ khách mời đã phải chịu trận trước những câu hỏi riêng tư của anh như Will, Khổng Tú Quỳnh, Hồ Quang Hiếu, Huỳnh Phương. Cho dù bản thân họ đã tỏ thái độ không hài lòng hoặc lảng tránh bằng cách muốn bắt đầu phần thi của mình, nhưng mưa khó vẫn không buông tha, quyết tâm đâm chọc chuyện tình cảm một cách quá đáng, lãng xẹt và không liên quan. Trong một lễ trao giải lớn được mời làm MC, Trường Giang đã đọc nhầm tên của nghệ sĩ được vinh danh. Khi được siêu mẫu Thanh Hằng nhắc nhở, anh còn khăng khăng mình không sai và đấu khẩu trực tiếp trên sân khấu. Sự việc chỉ chấm dứt khi Hà Anh Tuấn lên tiếng giải vây. Ngay sau đó, nam MC lại tiếp tục hồn nhiên hỏi xoáy vào chuyện tình cảm của Văn Mai Hương, khiến nữ ca sĩ đáp trả thẳng thừng. Sao anh hứa có duyên mà giờ vẫn vô duyên vậy? Có thể thấy, việc uống lưỡi 7 lần trước khi nói rất quan trọng đối với những người làm nghệ thuật, và những tình huống sai lầm này chính là những bài học đắt giá để các nghệ sĩ Việt có thể hiểu rõ và có ý thức trách nhiệm hơn với phát ngôn, tránh gây ra hiểu lầm và kéo theo loạt ảnh hưởng tiêu cực khác trong sự nghiệp của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.